bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Quả đá phạt đầu tiên dành cho thủ FC Leo Cây, nguy hiểm, cầu vào, cú sút phạt khá khó chịu đến từ cầu thủ áo số 10 Văn Chiến. Nhưng chắc chắn rằng chất lượng chuyên môn của giải đấu này nó sẽ cao hơn khi mà đây thuộc cấp độ FC. Đi bóng rất hay, cầu vào, rất đáng tiếc cho cầu thủ Pha Kè. Một cú dứt điểm mang thương hiệu Pha Kè đến từ cầu thủ áo số 14, số áo của Hoàng Đức. Dê rượu ngon mà lại không có ấy ấy thì cũng hơi chán nhỉ. Nguy hiểm, cầu vào, cơ hội tiếp tục xuất chút nữa thì có bàn thắng dành cho cầu thủ Pha Kè. Làm gì đây mà hứa hẹn sự căng thẳng và kịch tính đang diễn ra. Ok, làm gì đây, vẫn là cầu thủ Leo Cây. Dứt điểm, cầu vào, cơ hội nguy hiểm đầu tiên và xuất chút nữa thì đã có nửa cân dây cùng với 10 lít rượu dành cho cầu thủ Leo Cây. Không đúng với ý đồ, rất hay, thắng con. Lỗi rồi, một pha va chạm của hai anh em ruột và một chiếc thẻ vàng. Dứt điểm, cầu vào, đó là Thành Tùng. Thành Tùng suýt chút nữa đã tạo ra một siêu phẩm. Pháp Sport vẫn rất cần thắng còn, và thắng còn thì luôn thể nguy hiểm. Cầu vào, dứt điểm, vẫn cầu vào, liên tiếp với những cơ hội dứt điểm. Vừa rồi là pha bảy người rất đẹp mắt đến từ vị trí của Khắc Khoa. Cũng phải nói rằng pha bồ lê từ xa là cũng rất tuyệt vời, truyền đạt thông tin. Ngày hôm nay cũng có cả loa ngoài đến với sân rộng anh Vũ để cổ vũ. Đã có bàn thắng rất bất ngờ, ta cùng cần xem lại bàn thắng này. Chúng tôi đang tập trung vào những món quà của người hâm mộ dành cho và có lẽ là thắng con. Các đồng đội đang vang cổ vũ cho thắng con và bàn thắng đến từ đầu của thắng con. Một tình huống cố định và cao thủ Pha Kè đã tận dụng, mọi người ghi tên mình lên bảng tỷ số. Còn ai khác là ngôi sao Thắng Cường, một trong những cầu thủ có thể hình rất giống với Tuấn Bẹo, một trong những ngôi sao của LC. Thắng Cường thì vẫn đang rất tập trung, rất hay, Thắng Cường và đi bóng vượt qua ba cầu thủ, không vào. Một pha vè bóng quen thuộc, cú dứt điểm chân trái giữa trường nhưng Thắng Cường đã dứt điểm đi ra ngoài. Một tình huống dứt điểm ngờ rằng là đã không thể cản phá, rất bình tĩnh, cú sút cầu vào thay người, không thể vượt qua dễ dàng đối với Thắng Còn. Duy Bảo cầu vào và đi bóng sở trường của Duy Bảo, cú dứt điểm rất mạnh nhưng nó không đủ hiểm để có thể đánh bại được thủ môn Văn Trung. Đây rồi, bàn thắng thứ hai, một đường truyền quá đẳng cấp và cú dứt điểm thì nó cũng không thể đẳng cấp hơn. Và kiến tạo của Duy Bèo và người ghi mình lên bàn tỷ số thứ hai dành cho cao thủ FC Pha Kè, đó là cầu thủ áo số 91 Văn Chiến. Thay người, nó lại trọng tài cho cao thủ Leo Cây thay người. Mất bóng nguy hiểm, Thắng Con, cơ hội để Thắng Con có bàn thắng thứ hai. Cú sầu kìm quá đẳng cấp của Thắng Con, sự bình tĩnh của Thắng Con đã giúp anh có cú đúp theo trận đấu này, qua đó đưa cao thủ Pha Kè dẫn trước
Cao thủ leo cây với 3 bàn. Ba không rồi. Thắng còn. Đường chuyền sai của Thắng còn. Công được. Với 3 bàn thắng từ những tình huống phản công. Đặc biệt là những ngôi sao như Thắng còn với cú đúp của Thắng còn. Rất nguy hiểm, câu vào. Và đủ người rất xuất sắc. Cũng phải nói rằng tình huống đánh gót cực kỳ đẳng cấp của Thắng còn. Nhưng vừa rồi Văn Chiến đã dứt điểm. Đây rồi, Zibao. Rất kinh nghiệm. Tình huống đi bóng rất hay của Zibao. Câu vào. Bóng đi hơi lập bập trước khung thành. Và sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho các thủ Pha Kè. Dù Pha Kè đã dẫn trước 3 bàn nhưng họ vẫn đang tràn lên để tấn công. Không có còi. Duy Bảo. Vẫn là Duy Bảo. Những tình huống vè bóng rất kỹ thuật của Duy Bảo. Nhưng anh không thể vượt qua Thắng còn. Cơ hội đến với Thắng còn. Nhưng có lẽ rằng Thắng còn nói rằng anh không muốn ghi bàn những tình huống dễ như vậy. Đây rồi, Văn Cương. Đây rồi, cơ hội. Lỗi rồi, một tình huống lỗi rất rõ ràng. Một tình huống cản người công bóng. Và đi bóng rất đẳng cấp đến từ vị trí của số 10, đó là Văn Chiến. Người anh trai của Thắng còn. Đứng trước bóng không ai khác, đó là Văn Chiến. Một hàng rào với 4 rào, làm gì đây? Rất có thể là tình huống phối hợp. Đúng như vậy, câu vào. Phạt góc có ý đồ. Những cú dứt điểm đến từ vị trí của Văn Sơn. Nó là chưa đủ độ hiểm góc. Vẫn là các cầu thủ Pha Kè. Câu vào. Duy Bảo thắng con. Câu vào. Rất đáng tiếc của Thắng còn. Pha phối hợp đẹp mắt. Pha phối hợp thơ hoa diệt gấm của các thủ Pha Kè. Đáng tiếc. Số đang tạm là 3-0 tạm nghiêng về các thủ Pha Kè. Dứt điểm. Không có bàn thắng thứ 3 dành cho Thắng còn. Một pha phối hợp cay. Thay người, quyết định trọng tài cho cao thủ Pha Kè thay người. Trong thế giới bóng đá thì những rất hay. Cơ hội phạt công. Văn Cương được chuyển sang. Cơ hội. Lỗi rồi Hải ơi. Trọng tài đã cắt còi. Trọng tài đã cắt còi và không thể có phép lợi thế trong tình huống này. Đây rồi, cơ hội. Có bàn thắng không? Đó không phải là bàn thắng. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho Văn Chiến. Văn Chiến đã có cơ hội đối mặt. Nhưng anh đã không thể chiến thắng được thủ môn Khắc Khỏa. Rất nhanh. Lỗi rồi. Một pha vào bóng khá nguy hiểm. Vào bóng. Vâng, lỗi. Quả đá phạt. Thế thì tham khảo. Hù Lọ đã dẫn trước 3-0. Một chiến thắng đang nằm rất gần. Duy Bảo thắng con. Phối hợp. Không thể dứt điểm. Nếu một thể lực rất đáng nể. Rất dẻo. Duy Bảo được chuyền. Câu vào. Dường như đó tình huống dứt điểm ngay của Duy Bảo chứ không phải một đường chuyền dành cho Ngọc Phú.
Duy Bảo. Che chắn rất thông minh của Duy Bảo. Quá hay Duy Bảo. Hat-trick. Hat-trick đến từ vị trí của thắng còn. Và người đã làm quá tốt nhiệm vụ kiến tạo đó là Duy Bảo. Hình như là cú đúp của kiến tạo Duy Bảo trong trận đấu này. Duy Bảo đã làm tất cả những gì có nhất. 4-0 rồi. Một cách biệt đủ lớn. Duy Bảo đã để mất bóng rồi. Phản công Văn Hải. Đường chuyền. Đây rồi. Cầu vào. Thay người. Pha ke thay người. Văn Chiến cầu thủ đưa ra sân và vào sân là sự quay trở lại của ông Thọ. 3 phút chờ những nỗ lực cuối cùng của cao thủ. Đây rồi, Văn Hải, Văn Côn. Vẫn là Hải. Rất hay, chân trái. Cầu được. Lỗi rồi. Tình huống vào bóng từ phía sau và sẽ có thẻ. Một chiếc thẻ vàng dành cho Thanh Tùng. Ông Thọ. Ông Thọ ơi là ông Thọ. Ông già rồi. Ông Thọ. Đây rồi. Không có bàn thắng. Quá khoảng cả một hàng phòng ngự của cao thủ Pha Kè. Liệu có bàn thắng thứ 5 không? Không vào. Rất nhanh. Những phút cuối hấp dẫn và kịch tính. Văn Hải. Liên tiếp là những tình huống mà để những đồng đội của mình leo cây. Rất bình tĩnh Văn Hải. Cú sút. Không được rồi. Vâng, và đúng lúc này thì Cải Bé Nhỏ cũng nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Kết quả cuối cùng, tuyển thủ Pha Kè đã vượt qua cầu thủ leo cây với tỷ số là 4-0.